Hello, đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà của Unit 10 Lesson 5, phần ôn tập các bạn nhé. Bài tập số 1, Circle the old one out. Các con sẽ khoanh tròn vào từ khác loại nha. Từ nào mà không thuộc chủ đề See Animals thì các con sẽ khoanh ra là khác loại nha. Rồi, và number 2, Listen and draw a line. Các con sẽ nghe audio cô gửi, sau đó thì các con sẽ nối vào các cái cột tay trái, sẽ nối với các từ của bên tay phải nhé. Rồi và number 3, read and circle A or B. Các con sẽ đọc này và sau đó khoanh tròn đáp án A hay B nhé. There is the big and blue whale. Có một cái con cá heo rất là cá voi rất là to và màu xanh nước biển thì các con sẽ khoanh đáp án nào nhé. There are two green turtles. Có hai con rùa rất là màu xanh đúng không nhỉ? There are three gray sharks. There is a colorful sea.